là bây giờ đi nó sao không? Giờ đi sao? Ba chục cây à? Wow. Không có công mới dậy sớm tí bơ. Đây là mấy thế này này? Mấy đây là đúng rồi. Thế bình thường nó không khỏi ở đây đâu. Sao ở đây nhìn đẹp và bình thường anh đi đâu? À vậy à? Vậy là do em hên. À, bình thường chỗ này không có mây à? Là còn phải chỗ cao hơn đúng không? Đúng rồi, không có mây không nữa. Tuyệt vời quá nhỉ. Đây, bây giờ tôi muốn được như chuyện này chắc chắn thì cũng đi sân bay thôi. Ồ, đây mây này, wow, mây tràn lên này. À, ôi dồi ôi, tôi cười mặt trời. Hôm nay mây đẹp này. Vậy là mình đi lên trên mây rồi. Chỗ này cách cũng phải xa tầm 20 cây rồi nhỉ. Tầm đấy. Ồ, nhà rất là đẹp nha. Thị trấn Cầu Đất. Tự nhiên kia là đồi núi. Bây giờ lên đây sắp bắt chưa. Đây, bắt đầu quay. Đây, vào đây giờ à, đi vào cái khu mà gió này, đẹp nhỉ. Đây, sẽ đi sân mây. Chỗ lối này sân bay hay. Wow. Mặt gió là tình người. À các đội này cũng đi sân bay đây. Xuống này luôn này. Tới địa điểm sân bay. Cả gọi nước trước rồi ra. Dạ ok. Bao gồm nước, 100 bao gồm nước và ra ngoài kia. Bây giờ mình sẽ chọn đồ 100.000 bao gồm nước và ra ngoài kia selfie các kiểu. Ra một cà phê sữa nóng đi. Đúng rồi. Ra đây là có mây không chị? Dạ có, đầy luôn á anh. Đầy lớn. Đầy luôn ạ. Lần đầu tiên đi á. Ba chụp ảnh cực kỳ đẹp. Dạ không có mây mất đẹp nha. Anh ơi, bên em hỏi số 830 mình tính là đi được ngày nước giùm em luôn ạ. 830. Cảm ơn chị. Nhân viên dễ thương. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời ông mặt trời. Wow. Trời ơi, quỷ thần đất ơi, vì sao thiên nhiên, ông trời tạo hóa lại có thể sinh ra được một nơi mà nó đẹp tới như vậy, không thể nào.
Không thể nào, không thể đẹp được như vậy được. Trời ơi, phía ngoài kia chính là mây đó mọi người. Trời đất ơi, trời ơi, quá rồi. Từ bé tới giờ á, tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nó đẹp như vậy. Trời ma ơi, đi. Đó, nói gì đi. Nó đẹp tới như vậy. Trời ơi, mới có 5:30 sáng thôi mà người ta đi săn mây quá trời săn. Trời ơi, đẹp quá đi. 100.000 trong đó có một cái một món. Giống như hồi sáng vậy đó, hồi sáng hôm qua vậy đó. Wow. Đi nước gì đó. Trời ơi. Wow. Đó là tuyệt vời. Vậy thôi. Ủa trơn quá vậy. Nhìn thôi, nhìn cái máy bay nữa. Trời đá quá vậy. Đá quá chị ơi. Đá không? Đá chứ. Trời ơi đẹp quá. À, điện hỏi ổng thôi. Nó bình nó đâu rồi. Trời ơi, nhỏ bây giờ nó đi được cái chỗ nó đẹp như vậy luôn. Đúng rồi chị. Làm một tách sợ. Đẹp mọi người ạ, tuyệt vời. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt tầm khoảng 30 cây ấy, cũng khá là xa. Đây mọi người có thể mây này, đang ở trên mây nha, cùng làm một ly cà phê sữa nóng nha. Tuyệt vời lắm, rất là chill. Xem mây đây, mây đây thấy chưa. Và mình đã đi săn mây xong, nói chung là khá là hài lòng và may mắn. Bây giờ thì lên đường thôi, trở về trung tâm Đà Lạt. Cái dốc nó khá là cao nên là đi nó hơi mệt xíu đây này, cao, rất là cao. Về thôi, đây này, về trung tâm Đà Lạt. Get go.
chạy ngàn này. Bắt đầu đi về thôi. Tạm biệt nơi này, rất là đẹp.